chân cầu Pa He của thị trấn Bình Lương đó các bạn. Đây là chân cầu Pa He nè. Nếu mà đường này đi thẳng luôn á là chợ Bình Lương, còn ngược lại đi thẳng về đây là về huyện Long Điền nha. Bên đây là 8 nên mình vô mình sẽ quay toàn cảnh đứng đi quan cho mấy bạn xem nha các bạn. Người mất năm nay 62 tuổi nha các bạn. Chạy đề tâm chấp lấy thần chấp, ta nhớ thở tư ở mọi hoàn cung rất khỏe. Tâm hương tâm cổ hương dạy dạy chưa mới đến truyền chấp này. Đặt quần thần để cứu phạm dân, một thanh quả lửa cháy dần dần. Kim thương bậc bày hàng dạng dạng, ta nhắc tự dung đến lòng mọi hoàng. Ta nhắc lời rằng mà đất kỷ hệ dân, lập giả thác công xá quốc. Ta đất tăng kinh thất, bắt đặng nhập phương, châu sự chủ mới an. Chạy ta đem thác tình về thiếu hoàng. Thank you.
Lên xe mình không có quay được nha các bạn. Lên xe mình cũng thổi kèn chung với mấy anh em. Trên xe trước nè các bạn. Rồi, anh em mình đã lên xe. Mình cũng tiến hành lên xe để thổi chung với mấy anh em nha các bạn. Đây nha. Ở đâu? Đâu quá, để em coi lại. Đây vòng vòng đẩy đi. Bác lại bác rồi ngồi xuống rồi ngồi. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây bác. Ghế giờ, ghế giờ, ghế đập. Ngồi đỡ đi. Ở bên đó, có chỗ ngồi cái nào. Hai cái đó cho anh đi phát lá, phát nấng, phát cặp. Mày đậu máy mày kêu tới mắt. Rồi, để kèn tập trung đi trước.
Ta kèn nghe chứ chứ. Xích xích ra vậy, xích lui lui ra để cho hàng đi chứ. Qua cái hẻm này đi ha, thổi để em ơi, ta điều khiển không được. Đi đâu trước, đi ba người thôi, đi sáu người luôn rồi. Được, không được, đi đường, đi đâu, cậu chỗ không có được quay. Từ từ, đi. Nào nặng quá sừng lại nghe. Rung lên. Bye.
Mày sớm 4:46 cậu ơi. Lớp số này mày sáng giờ trời ơi. Rồi tôi với thằng ấy lại thấy độ bao em rồi này khó đi mưa nữa bởi vậy rồi thấy vậy rồi thôi cho đi lẹ luôn thầy đó không về dưới mấy anh em luôn. Trời ơi, trời cái mặn cháy quá trời cháy luôn. Mặn rừng. Mặn này ở ngoài vườn ngoài rừng nha các bạn. Không có ai chăm sóc hết trơn mà trái dữ lắm vậy. Ở đây lâu lâu được cây mận rừng, trái nó không được bự, nó nhỏ nhỏ vậy mà trái rất là sai. Mùa này nó gùng bớt rồi, với lại chim nó ăn đấy các bạn. Trái nó chua chua, chát chát với ngọt nha. Mình kết thúc video này tại đây luôn các bạn ơi.